lễ tốt nghiệp ở Đại học Brown, bang New Jersey ở Mỹ. Thì các bạn thấy đấy, hiện nay sinh viên đang chuẩn bị vào để họ dự lễ, ăn mặc rất nghiêm chỉnh, không các bạn thấy không? Đó thì hiện nay họ đi từ ở ngoài, họ sẽ phải họ đi vào trong, đi vào trong sân khấu á, họ đi theo từng tốp không, thì dẫn đầu thì có một ông cầm cái gậy để chặn ông này, cho ông hiệu trưởng và một ông tiến sĩ nữa. Không, ghế hàng ghế được xếp ngăn nắp nọ không, sau khi họ tuyên bố này nọ đó không, thì có một người họ đứng lên họ đọc ông buổi làm lễ này nọ, sau đó họ phát bằng. Ta thì cái đó chỗ này thì họ đang ca giống như cái bài ca quốc ca của những người ra trường đó mà ca. Đây là cái giải văn ghế mà dành cho phụ huynh học sinh, gia đình người ta đi theo chương trình tốt nghiệp á. Sau khi học ca cái bài quốc ca cho họ xong rồi, bán những cái hoa giấy á để tổ chức ăn mừng. Sau đó là họ bắt đầu họ phát những cái tấm bằng hay bằng khen, họ cầm lên trên tay, thấy không? Đó. Sau đó họ chào ông thầy, goodbye. Những gia đình tụ họp và trước quảng trường chỗ tượng đài thì họ sẽ đứng họ chụp hình với nhau. Đó các bạn thấy không? Những gia đình đứng tụ họp chụp hình với nhau. Các bạn thấy xe nó đang chạy là cái xe điện nha, phục vụ trong trường. Hello boy. À, đó là sinh viên mới tốt nghiệp đấy, đến chụp hình đó. Rồi, xin chào các bạn thấy hay, các bạn xin ủng hộ kênh của chúng ta bằng cách like, subscribe và like nhé. Cảm ơn các bạn.